anh em nha. À, mới vô được lô thanh lam nha, rất là đẹp. Siêu đóng này. Bây giờ được mới chị mình làm cái chim này, mấy anh mấy chị mà thả AV là hết bài luôn. Đó, AV hay nuôi lồng rất là đẹp nha. Nay em Hào nghỉ like trực tiếp mà đăng bằng quay video ha, đăng lên nha. Coi cái lượt tương tác nó cao hơn không nha. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2021 nha mọi người ha. Rồi anh Hào ơi. Rồi ok anh. Dạ. Tiểu Thang anh. Xin Tiểu Thang. Rồi. Dạ, nó có con Tiểu Thang anh. Anh làm như quý vị. Tiểu lửa còn hàng. Tiểu Thang, Tiểu lửa. Anh làm nha anh em. Này anh em nuôi AV rất là đẹp nha. Đó. Này, cái màu sắc của nó rất là đẹp mọi người. Đã ghê không? Đẹp nha. 400.000 một con thôi. Hàng này nó ăn chuối. Ăn chuối nha, ăn chuối sâu sữa rồi nha. Đây 400.000 một con. Tiêu lửa 350. Đó. Anh chị nào mà nuôi AV đồ nuôi cảnh đâu á thì sắm những cái dòng chim này, thả AV rất là đẹp nha mọi người. Đó, đây là màu xanh của nó nha. Y như màu sơn luôn, y như màu nước sơn bóng của mình luôn ha, rất là đẹp mọi người ha. Đó. Đẹp lắm nha mọi người nha. Này cũng dễ vô cắm lắm anh em. Về mình trộn cắm gà với chuối á, nó ăn cứ mạnh là trộn cắm gà là lụm nha. Nó là ăn được ha, rất là đẹp mọi người ha. Đấy, cửa hàng bên em nha. Ở biên hòa Đồng Nai. Mới vô được một số chim thanh lam rất là đẹp mọi người ha. Một em ha. Tiếp theo là đây là em là bên chim cảnh Thế Hào nha mọi người ha. Anh chị em nào mà mua chim muốn xịt xa thì cứ điện thoại bên em nha. Bên em có nhà xe chạy từ Quảng Nam vào tới Cà Mau luôn. Em chỉ cần chuyển khoản là chim sẽ gửi về tới tay mọi người liền nha. Trong 24 giờ. Ví dụ như là chuyển buổi chiều thì ngày mai chim sẽ đi. Còn buổi sáng thì em sắp xếp sẽ cho chim đi trong ngày cho mọi người luôn. Đấy. Hàng đến thì bao cho anh em mạnh khỏe luôn. À, chim mà có yếu gì thì báo lại cho bên em Hào theo dõi nha. Nếu chim chết thì lâu sau có thể em sẽ bù thêm cho mọi người nha. Mọi người ha. Đó, rất là đẹp mọi người ha, chim thanh lam nha. Thanh lam mọi người. Thả AV rất là đẹp nha, hoặc là anh em nuôi lồng cũng rất là đẹp luôn. Đó, mình kiếm cái lồng mà cỡ 60-64 gì đó. Mình bỏ vô mình nuôi chân ở trước nhà rất là đẹp nha mọi người ha. Đấy. Rất thích hợp cho anh em chơi săn vườn cây cảnh luôn. Nhẹ nhẹ thôi mấy đứa ơi, đang live chim á. Đưa ra ngoài đi. Đấy. Chết nè. Mấy thùng. Đây một con thôi mọi người nha. Con này bị đụng lông đuôi rồi. Bé này bị đụng lông đuôi rồi. Đây ra nó một lại nè. Cái kho thùng giấy báo hết luôn hả? Quặng quá mà không còn hàng luôn. Đây là một cái thùng tiếp theo là cái thùng số 2 nha mọi người nha. Chim thanh lam ha. Bên em là chuyên bán những chim AV. À, nó là rất là nhiều loại chim màu nha mọi người. Có chim khú lửa than luôn, có chim hót luôn nha. Cho màu luôn. Đấy. Có chim săn và chim nước là không có làm thôi nha. Đẹp ghê không? Đẹp. Đây này. Cái mặt của nó cũng rất là đẹp luôn, mắt đỏ nha.
đây nha, vô lại nha mọi người ơi, bận bán chim quá. Đâu rồi? Đây mọi người ơi, quá hớp. Ây da, thanh lam nha, rất là đẹp. Con này to con nè. Đó, anh chị em nào chơi thì gọi điện cho em nha. 400 ngàn một con. Đẹp không? Nói gì? Sao? Cuối mà bóc lại luôn, ghê không? Lại cái đó. Lấy nó hót luôn hay không? Giờ tổng cộng hồi sáng vô 6 con phải không? Thế sáng 6 bán 3 rồi. Còn 3 bán ra ngoài cho nó khỏe. Lấy đi 2 con rồi. Đây là con thanh lam chiền nha mọi người. Thanh lam chiền nha. Thanh lam chiền em bán giá 500 ngàn nha mọi người. Cái dòng này chiền thì nó không có được đẹp, nhưng mà mình nuôi thời gian sau nó sẽ chỗ như con già nó sẽ đẹp lại nha. Nhưng mà cái độ dạng và độ nó sẽ mau hót hơn con già rất là nhiều. 500 ngàn một con nha, lâu lâu có 1-2 con thôi. Rất là đẹp nha. Đó, em có thể xịp cho mọi người từ thành phố Huế vào tới trong Cà Mau luôn nha. Đó, còn ngoài Bắc thì em chưa có xịp được nha anh em. Đó, anh em nào chơi thì liên hệ bên em nha, số điện thoại là 0967198105. Đấy, anh làm nha. Đó, 6 con rồi mọi người, vài con nữa nha. Đây là chuối giờ đạt bóp ra nha, bọc vỏ ra bóp ra, lấy cái thay đổ vô thăm rẫy góc lồng á, rất là đẹp nha. Bóp chuối ra nè, nhưng mà bóp chuối cho nè. Anh đi đánh chim mà không có chim là thằng muốn ném ngồi luôn hả? Anh đi đánh chim mà không có chim là ném ngồi. Không. Làm lại đó anh hả? Anh Thảo, đi chưa không? Anh Thảo ơi, thôi. Con này tính máy à. Vô. Một em. Đây, như thế này mình mới tính tính chống chuyện nha quý vị. Sao có chấm xanh trên mặt nha. Đó, còn ví dụ như mà không có chấm xanh thì mình tính máy hết hoàn toàn nha. Đấy mọi người, máy thì 250, chấm chuyện là 500, chấm già là 400 nha. Con à, 2, 3, 4. Cách làm mọi người cách ra. Rất là đẹp luôn, cực kỳ luôn nha. Đẹp quá. Đây
lì không. Bóc chim lên luôn các bạn ơi. Mai chim vô rất là đẹp nha mọi người. 400 ngàn con dài màu sắc như thế này nha, rất là đẹp. Chỗ rồi, chỗ đen nè mọi người. À, chỗ chấm đen nè ha. Như vậy mới chấm trống nè. Còn nó cái máy. À, chỗ rõ vậy á mình mới tính trống được. Con nó đã xem xét lại coi nó chuẩn trống không. Chuẩn trống không. Đây là một con. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn. Cái lòng là chấm trống. Ở đâu rồi? Tự nhận không dạ? Ở sao bếp? Nặng không dạ? Sâu không dạ? Nó làm từ từ thôi. Ủa, hình dây chín ngón chết luôn. Đâu mà không mới sao được. Xong. Nghe nào thấy không? Bóc chim xong rồi, nó cắn một nó gì. Xem ngơ tiêu 400 nha. Dễ gì mà thoát được ở đây. Chị nó xí nó bới học 5 con á. Rồi ok hết chim. Ok em chào mọi người nha. Mua chim anh em hãy truy cập vào mục video trên kênh YouTube để theo dõi các dòng chim mới nhất của Thế Hào. Vào web đồ chơi chim.com, bên Hào có bán phụ kiện bầy chim và thức ăn cho chim, anh em cần có thể ghé bên Hào ủng hộ nhé, có ship toàn quốc cho anh em gần xa.